Vâng, xin chào anh em, chào tất cả mọi người nhá. Chào các bạn đến với kênh YouTube Điện tử Khánh Hùng nhá. Thì hôm nay theo nhu cầu của một anh phó thôn ở trên Đàn Thiên ở xã Thái Học thì em được anh ấy bảo là thiết kế cho anh một bộ karaoke với trị giá là khoảng 11 triệu quay lại. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người và làm một cái video này cũng tiện để giới thiệu với mọi người về cái cục đẩy và một cái vang mà em đã bán rất là nhiều trên thị trường rồi. Thì có một số bác thì comment là cái vang nhái hay là gì, cái này thì phải chất lượng mới khẳng định được. Thì là hôm nay em sẽ test mà một cặp mà JBL KP6012, một con đẩy là mã là PA400, 20 đèn là gì. Đấy, một con vang DBX DSP100 như các bác thấy trên mình, DBX DBSP100. Đấy. Ở đây là cái thương hiệu của nó thôi, nhưng mà thực tế ra thì con vang này nó cũng tương tự như là con vang Yamaha DSP100 hay 99 gì đấy thôi. Có chức năng dì vật và eco dì vật kết hợp. Đấy. Nghe giọng rất là mượt mà. Thì em xin phép được quay qua về cái sản phẩm mà cục đẩy và con vang này cho các bác xem về ngoại hình. Còn nội thất thì các bác đã được xem rất nhiều trên các kênh Tupi, anh em đã giới thiệu rồi. Và video sau em sẽ làm một cái video để cho các bác xem về ruột gan của em nó. Bây giờ đây là con DSP100, do tiếng hát mic karaoke rất là ngọt ngào, tuyệt vời, mà rất là hay nhá. Nó có chế độ chống hú. Đấy. Nó là chống hú thì không phải đâu các bác nhá, tại vì là hiện tại bây giờ là trên thị trường là chưa có một thiết bị nào chống hú tuyệt đối được cả. Nó chỉ là hạn chế rú rít thôi nhá các bác nhá. Bình thường với cái chức năng của những con âm ly bình thường, các bác có thể ngồi các bác hát cách khoảng độ tầm 1-2 mét thì có thể nó gây rú rít, nhưng với con này thì hoàn toàn khắc phục được cái lỗi đó nhá các bác nhá. Các bác có thể ngồi cách khoảng 50 phân hoặc 1 mét thì đấy nó không hề rú rít, mà tiếng mic vẫn hay, vẫn bén, vẫn nhạy, vẫn ngọt. Lát đây em sẽ test tiếng mic của nó. Và bây giờ bác đang được nghe nhạc của nó nhé. Em không sử dụng lọc tì. Một con vang cơ, một con đẩy và một đôi loa. Đấy, em quay đằng sau cho các bác xem. Đây là cái mic, tí nữa em sẽ sử dụng cái mic rất cùi bắp. Hình như nếu không nhầm lắm, em mua cái này là 130.000 sao. Đấy, KP6012, hàng lắp ráp tại Việt Nam nhé, không phải Trung Quốc con cào đâu các bác nhé. Đấy, bác quan sát kỹ cái tem đó này. Đó. Nó hơi tối, hơi thiếu ánh sáng tí, em quay đây các bác nhìn cho nó rõ. Đấy. Đấy. Ok, em tháo cái rắc cho các bác xem. Hàng lắp ráp tại Việt Nam nhé. Ở đây con đẩy. Đẩy 20 đèn là gì đây. Đấy, đủ các cổng kết nối cho các bác, có chức năng cầu rack site rio, bác có thể cộng kênh để đánh súp. Con này thì tiếng của nó quá là hay rồi, không phải nâng tiếng được hết cả, các bác bớt đi một khoản tiền rất là đáng kể. Một con nâng tiếng giờ tầm khoảng 2 triệu các bác đã vứt đi, không cần sử dụng trong bộ karaoke trong tầm giá 10 triệu như này. Còn đây là con vang em vừa nói với các bạn. Tem QC là hoàn đầy đủ nhá. 5 cổng mic, 2 cổng sau và 3 cổng đằng trước. Tích hợp cho các bác thoải mái luôn. Rồi. Bây giờ em sẽ test tiếng nhạc và tiếng mic karaoke cho các bác nghe thử nhá. Chào mọi người nhé, em ngồi rất là gần nè. Là mình luôn luôn có đôi. Em mới nhớ thương, thương nhớ cả đi. Làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò.
là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta hợp hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương em, nhớ em, tất cả là em. Làm sao quên được phút giây êm đềm. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Đấy các bạn nghe, tiếng mic rất mượt mà em ngồi rất được gần nhé. Với những con ông đi ra vua 7 triệu đồng các bác không thể có nghe chức năng như thế này được. Các bạn hát không bao giờ yên tâm như thế này được. Bộ karaoke như thế này, một cục đẩy, một con băng cơ và một đôi cafe 6012 như thế này em đang lắp lên cho anh Quyên có thôn của xã Thái Học với giá trị 11 triệu đồng. Sao em ngồi lặng lẽ đêm lòng đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta thầm hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng chẳng thương em, nhớ em, tất cả là em. Làm sao quên được phút giây êm đềm. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Đây, đây là cấu hình của một bộ âm thanh giá 11 triệu đồng các bác. Trên hướng các bác tổ chức, các bác có nhu cầu mua thiết bị âm thanh karaoke hoặc là tư vấn những thiết bị karaoke cho gia đình, vui lòng liên hệ với em qua kênh YouTube điện tử tổng hợp Khánh Hùng, không số điện thoại 0936019001. Em rất hân hạnh phục vụ các bác 24/24. Các bác xem kênh YouTube nhớ bấm nút đăng ký màu đỏ bên dưới và để cập nhật thường xuyên những cái gì mà em sẽ chia sẻ cùng anh em, cách lựa chọn bộ karaoke cho nó hợp lý với giá túi tiền vừa phải, các bác không mất quá nhiều tiền mà vẫn hay bộ, nhưng mà thực hiện này các bác bộ rẻ thì không có rồi nhưng vừa túi tiền học chất lượng. Ok rồi, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau, em sẽ mổ xẻ cục đẩy và con vang ra cho các bác xem, đồng thời là mở luôn ruột của game loài ra để cho các bác xem luôn nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.